Đây, kênh Tài Quyền Vlog nha. Hôm nay mình phát hiện một con sinh vật lạ nha các bạn. Đó, các bạn coi nè. Mình không biết cái loài này bờ con gì luôn nha các bạn. Các bạn mà biết con này là con gì thì các bạn comment bên dưới cho mình biết nha các bạn. Đây. Mình chả biết nó là con gì luôn nha các bạn. Đó, thấy ghê không các bạn? Nó đang bò trên tường nha các bạn, không phải đi dưới đất luôn nha các bạn. Mình chả hiểu con này con gì luôn. Đây, để mình quay sát lại cho các bạn xem nha. Mình chả biết nó là con gì luôn. Đó, các bạn thấy không? Đó, các bạn coi coi nó con gì các bạn thấy không? Rất là lạ luôn nha các bạn. Đó, các bạn coi thấy không ạ? Nó không phải là con rít luôn nha các bạn, cũng không phải là con cuốn chiếu luôn. Đó, các bạn coi đi, các bạn cứ xem đi, các bạn coi thì các bạn biết con này thì comment cho mình biết nó là con gì nha các bạn. Đó, nó rất là lạ nha các bạn, nó có chân của nó mà nó lạ nữa các bạn. Đó. Đó, các bạn thấy không? Đó, nó có mấy chân lì tì đó các bạn thấy không? Nó đang bò trên tường đó các bạn. Này, giờ này quay gần là cho các bạn xem nữa nha. Đó, các bạn thấy không? Chả biết con này là con gì luôn đó các bạn. Các bạn nào biết được con này con gì thì nhớ comment bên dưới cho mình biết nha các bạn. Con này gì ở đâu ghê quá bay. Nó trong nhà tắm nha các bạn. Đồ của mình mà để là ủ ủ ẩm ẩm là hay có mấy con này nha các bạn. Rất là lạ luôn các bạn. Rất là lạ luôn. Đó. Cái màu của nó thấy ghê luôn đó các bạn. Rất là ghê luôn. Đó, các bạn thấy ghê không? Y như con cuốn chiếu mà không phải cuốn chiếu nè các bạn. Con này cái màu nó rất là ghê luôn đó các bạn. Ồ, nó đang bò nữa các bạn thấy không? Nó đang bò trên tường nha các bạn. Này không phải dưới đất đâu, mình đang quay nó đang bò trên tường á. Nếu mà các bạn biết được con này là con gì thì nhớ comment bên dưới cho mình biết là con này nha các bạn. Từ nhỏ lớn mình chưa biết con này là con gì luôn. Thấy lạ quá các bạn ơi. Ghê quá. Ồ, các bạn thấy không? Ý, thấy ghê quá. Ồ, nó bò kìa các bạn, thấy ghê không? Này, để mình thử dít nó xuống đây coi coi các bạn. Giờ không có cái cây nữa sao dám dít, thấy ghê các bạn ơi. Ghê không bạn? Này không phải là con rít đâu nha các bạn. Các bạn xem đừng nói này là con rít nha các bạn. Thật sự đây này không phải con rít đâu. Các bạn dành cho kỹ đi, xem cho kỹ kỹ. Đó, các bạn thấy không? Nó không phải là con rít đâu nha các bạn. Cái màu của nó rất là kỳ lạ luôn. Cái màu xám nha các bạn. Các bạn thấy không? Cái màu nó rất là lạ luôn nha các bạn. Nó đang bò đó các bạn thấy không? Con gít thì ở phía sau nó sẽ có mấy cái
cái đuôi nha các bạn, cái đuôi nó có đuôi hai đuôi chéo ra, còn con này là không có nha các bạn, không phải rít mà cũng chả phải cún chiếu nha các bạn, nhìn rất là lạ luôn. Con cún chiếu thì nó màu đỏ nha các bạn, còn con này thì rất là lạ, cái màu nhìn rất là lạ luôn các bạn. Rồi bây giờ mình kết thúc video đây nha các bạn, nếu mà các bạn biết con này là con gì nhớ comment bên dưới cho mình biết nha các bạn. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha.